chào tất cả bà con, các anh chị và các bạn quay trở lại chợ Bình Điền. Mọi người đang xem kênh của anh. Hôm nay thì anh cũng như mọi ngày cập nhật giá cả một số mặt hàng phía dưới chợ Bình Điền. Lại hôm nay em có đi quay một số mặt hàng tươi sống. Thường thì mà ngày Tết mình làm khô là mấy mặt hàng này là đắt dữ lắm, nó sẽ lên giá nhiều, có cái lên giá, có cái cũng không có lên. Rồi với một số mặt hàng này anh có đi mua đồ sẵn nhiều video cho mọi người xem giá cả hàng ngày hay sao. Rồi bắt đầu vào clip đi, rồi anh sẽ nói nhiều trong clip ha. Rồi bắt đầu vào clip nha mọi người. Này các mặt hàng cá lóc, cá lóc mọi người. Cá lóc thì tùy theo size nha, nó mới có giá riêng hết nha, chứ không phải là nó xô chung về là một giá. Này là người ta xúc xô vô từ khoảng 3 lạng tới 6-7 lạng. Nhưng bên đang mua ăn cho xí nghiệp thì chỉ sạn cá 3 lạng, 4 lạng, 5 lạng thôi. Cái đó là khoảng vừa nhất. Còn mọi người làm khô nên mua cá từ khoảng 2 lạng, 2 lạng mấy. Từ 2 lạng tới 3 lạng đi. Như con này là 3 lạng nè. Mình sẽ khô nó ngon. Lớn quá thì khô nó sợ nhiều khi phơi nó không có tới. Nhỏ quá thì phơi nó sẽ bị khô, nó cứng. Có 2 lạng tới 3 lạng là vừa. Và giá nó là 32.000 nha. Các mặt hàng này thì tới Tết thì đến thời điểm hôm nay thì anh thấy nó không có lên giá nhiều. Nó không có hút hàng. Nó cũng không có sổ luôn nha mọi người. Vì cái mặt hàng này lúc này là xí nghiệp nó còn xài, nên nó chưa hạ giá đâu. Đến lúc mà những công ty xí nghiệp mà như hết xài rồi cũng cuối năm rồi, làm khô chứ không kịp, là lúc đó cá nó mới rẻ. Cá lóc này thì cũng có nhiều vùng miền, có vùng miền thì nó cũng bị hôi cỏ, có vùng thì nó cũng không có hôi. Nhưng biết thì thường thường hình như là con cá ở Châu Đốc á, Châu Đốc Long Xuyên thì nó ít hôi. Có những Trà Vinh đồ gì thì người ta nuôi sau đó nó bị hôi cỏ chứ đó. Chắc ít thay nước á, ít thay nước nó sẽ bị hôi cỏ. Nó hôi cỏ là vấn đề mình ăn tươi thôi, còn nếu mà mình phơi khô thì nói chung mình ớt gia vị vô thì nó cũng không còn cái mùi hôi nữa. Nè, bạn nên mua cái lóc làm khô thì nhỏ nhỏ vậy thôi, 2-3 lạng. Ở đây thì mua làm khô không biết có người làm hay không nữa, chắc ở đó phải về nhà quá. Chứ trong chợ này anh thấy thì chỉ người ta chỉ làm sạch thôi chứ không ai, ít ai xẻ lắm. Có phi lê thì có nhưng sẽ khô, chứ không có sẽ khô mà nếu số lượng nhiều chắc phải đem về nhà làm. Còn ít của người ít chắc cũng phải đem về nhà làm. Mà có người làm thì nếu mà biết làm thì làm đẹp. Những người không biết làm không được đẹp cho lắm, sẽ bông sẽ hoa. Cá lóc như cá lóc này thì mọi người cũng có lóc ruộng nha mọi người. Mấy cái clip trước anh có review lên đó. Có lóc ruộng thì tới chỗ mình muốn mua cái lóc ruộng mình về ăn đó, thì mình hỏi người ta có cá lóc ruộng hay không, người ta sẽ chỉ. Chứ đừng thấy cái bờ cá lóc ngoài này thì mình nói là cá lóc đồng hả. Lóc đồng thì nói chung cá lóc là cá lóc đồng đó, chứ phải cá lóc ruộng. Cá lóc kêu bằng cá lóc cá đồng rồi. Cá lóc ruộng mà các bạn để về cầm về bắt không có được hết đâu, cầm về là nó không có nằm im gì đâu. Lóc ruộng á, con này cá lóc nuôi nên là cầm đâu là dính đó vậy nè, nằm gọn trong tay mình vậy. Như cá lóc ruộng mọi người muốn ăn thì bên bên dựa Bảy Ni á, mọi người vào chợ hỏi cái dựa cá lóc Bảy Ni nhà lồng D nha, ở cặp đường ở giữa nhà lồng D và nhà lồng F á, Bảy Ni Phụng Trắng, cái đó là hai tên, cái dựa đó có hai tên vậy đó. Rồi tới đây thì bạn hỏi muốn mua cá lóc cá lóc ruộng, nó cá lóc ruộng đó nha.
Này một số chia sẻ qua những cái lóc, nói chung có món quà ngày Tết của nhiều người Việt Nam mà ai cũng muốn làm một vài món gì đó mình làm quà Tết hoặc là để sử dụng trong Tết, có người dùng trong Tết. Cái là nè, cá sặc nè mọi người, là cái món nói chung làm khô Tết ai cũng muốn làm khô ăn cái món này hết trơn á. Mà cá sặc này á, nó có hai loại, loại có trứng và loại không có trứng. Nếu mà mình ăn tươi á, thì mình nên mua loại có trứng và ăn cho nó ngon. Cũng nhiều người không có thích ăn trứng nữa, vì cái trứng nó nhiều con dữ lắm. Mình mua làm khô thì mình nên mua cái loại không có trứng. Không có trứng thì các bạn lựa cái bụng sát bụng á, thì nó không có trứng. Và thường thường cái loại sát bụng này nó sẽ rẻ hơn cái loại có trứng nha. Nè, cái sạc này nói chung cái dựa này anh cũng quen nên ngồi quay tự nhiên review cho nó thoải mái một chút. Để đi mấy dựa là lạ đâu có được ngồi review rồi sẵn hỏi giá rồi cho mọi người xem. Có chị cái sạc này giá nhiều. Dữ vậy. Nói thiệt á, quảng cáo bán luôn á. Nhiều 85. Không có trứng hả? Có trứng mắc hơn hả? Có trứng mắc hơn hả? Hay là giá một? Tám mươi lăm ngàn cũng 85 ngàn nha mọi người. Tùy theo size, nếu mà lớn hơn thì nó sẽ mắc hơn, nhỏ hơn thì rẻ hơn vậy đó. Mà mua làm khô chắc cái size này chắc vừa, size này chắc 8 tới 10 con quá. Không có chuyên bên cái sạc này, bởi vậy nhìn không có biết. Ta đang bán cũng lu bu quá, không có hỏi kỹ được. Rồi cái này là món thứ hai ân giới thiệu mọi người nha. Nhiều loại cá làm khô lắm, nhưng mà cái này một số loại cá mà gọi là sống á, mình mua sống mình dập đá mình về làm khô cho nó ngon. Nhiều khi mấy cái loại cá mà nó chết á, nó không biết chết hồi nào á, về mình phơi sợ nó bị hôi á. Hôm nay đi mua tôm sú nè mọi người. Tôm sú nè, những con tôm sú ngọt nè, mới ngọt ở trong tôm sống người ta dục ra luôn là 200 ngàn. Cái size thì nó đủ, cái size thì theo mình lựa size nào mình lựa. Này hôm nay chừng mấy con, hai mấy ba chục con đổ lại. Còn sú sống á, sú sống hôm nay đi mua loại mà từ 27 tới 30 con là giá 240. Và cái loại này 240. Con tôm này á mọi người, thì nó có tôm sú này, nó có nhiều khi nó có một cái lô nó bị bụng quá, có ai bị cái tình trạng đó chưa? Chắc chắn sẽ có một số người biết về con tôm bụng đó. Nó cũng là tôm sống luôn, cũng là tôm sống này luôn, nhưng mà nó mềm lắm, mình bóp vô nó sẽ mềm dữ lắm. Khi mà mình về mình luộc ra là thịt nó bở ra hết trơn, thịt nó bở. Bởi vậy tôm sú cũng kén người xài lắm. Bình thường ta sẽ, thí dụ như đám tiệc ta sẽ xài tôm càng hoặc là tôm thẻ, tôm sú cũng ít người xài. Có một số người thì hơi khó một chút thì người ta sẽ xài tôm sú thôi. Lúc này tôm càng rẻ mà không chịu xài tôm sú vậy đây nè. Như lớn hơn chút khoảng 20 con nó giá nhiều cục. 20 con hả? 20 con, 28. Từ 27 tới 30 con thì 240. Cũng tùy theo chỗ nữa, tùy theo mình mua ít mua nhiều nữa. Nếu mua ít, nếu nãy ăn mua ít thì cô đó nó bán 260 được. Tại nay mua tới mấy chục ký được, mấy chục ký bớt còn 240. Nói chung là hôm giờ anh đi giáp chợ hết rồi, từ bên khu vực chợ tôm bển luôn. Chợ tôm thì mình mua sỉ, mua nguyên lưu mấy trăm ký mình về mình bán thì nó giá rẻ, nó chừng khoảng 200 tôm sống. Nhưng mà nó sẽ lộn size từ lớn tới nhỏ, từ khoảng ba mấy con, từ khoảng 20 tới ba mấy con. Người ta sẽ mua về nè, người ta bán lời. Rồi
cái con tôm nhỏ nhất ta, có thể người ta bán vốn hoặc lời 10.000, 20.000, rồi từ đó người ta lời lên, lời 30, 50 một ký nha, lời khủng lắm nha mọi người, chứ không phải lời đơn giản mấy con tôm xuống này đâu. Nhiều khi nó cũng ế, nhưng hôm nay tôi nghĩ là từ hôm nay tới Tết là tiệc nhiều lắm, nên tôm xú này chắc ít khi nào ế, rất là đắt hàng. Có chỗ hồi nãy kêu 260.000 đi mấy chục ký nhưng mà người ta không thích bán luôn. Mua mấy cái này mệt lắm, mua tôm với mật hôm nay mật Phú Quốc cũng không có luôn. Hôm qua mua có 200 mấy đó, hôm qua mua 250 rồi, hôm nay lên 260.000 mà không có mực mua nữa, phải dặn trước mới có. Rồi một số chia sẻ ăn về con tôm sú nha, để hỏi anh coi có đi mua cái gì nữa không, anh quay cho mọi người xem. Khi mà cái chợ cúp điện thì đường xá nó sẽ kẹt dữ lắm, những vựa ta có máy phát điện thì người ta gian đồ gian hàng của người ta sáng dữ lắm, thì những người không có máy phát điện thì gian hàng tối thui à. Người mua người ta vô, người ta mua ta cũng sợ lầm nữa. Chợ này bán chủ yếu nhờ đèn, không có đèn là khó bán dữ lắm. Như mấy vựa này tối thui à. Có bán lắm nhờ bán mối à, không có mối là ít ai vô mua lắm, tới thui luôn. Người mua thì bởi vì người ta sợ bị lầm, như thí dụ như con cá đi, con cá nó có đèn thì người ta mới coi được, ví dụ như mấy con cá đỏng rồi, mấy con cá đỏ đỏ có đèn người ta mới coi được, không có đèn đâu có coi được đâu, không có đèn không biết nó đẹp hay xấu nữa. Quay nhà tới thui luôn. Giờ đi mua tôm đất nè, tôm đất mua không biết bị lầm hay không nữa. Đây tôm đất tới thui thui lùi luôn. Nó nhiêu vậy? Nó nhiêu vậy? Đất nè. Hả? 201 rồi. Cái này là size lớn chưa? Còn size lớn không? Size này nhà lớn nhất rồi. Tất rồi. Hả? Chỉ gì? Ông HD 40 đực rồi. HD gì bây giờ cũng đực, nó bự HD chứ mua HD muôn đực đi. Con quéo vô sao vậy? Hả? Xe còn vô nữa không? Không, mà đè mới xuống ra nè. Trời ơi, mới xuống ra chị ruột. Cái này có bớt không? Hả? Bớt không? Em có gì luôn mà hỏi bớt. Có mấy ký à? Mấy ký thì em nói giá lại là đạt chứ mua đi. Tại vì em nói giá lại em nói giá trị. Còn nếu mà anh cũng nhiều nữa thì em bớt cái 5.000, 10.000. Là cũng nhiều quá. Còn anh mấy ký em mua thì em mua. Em này không có đắt. Ok. Giá luôn. Đây em 3 ký đi. Mấy ký? 3 ký à. Cái tầm này không? Tầm đó là gì? Cái này, cảnh tượng nó dùng lâu lâu mới có, lâu lâu trong chợ Bình Điền. Cảnh tượng này nói chung người bán nào cũng phải sợ hết đó. Thì gặp cảnh này là gò thấy ế. Ế mà đem muối luôn chứ không có người mua. Mọi người nhìn chợ nào biết tại sao không? Biết cảnh gì chưa? Đó là cúp điện đó mọi người ơi. Có khi cúp từ nửa khuya cúp tới sáng luôn. Giờ bữa nay là giờ này là cúp là 2 giờ nè. Cúp 2 giờ này cũng đỡ rồi. Có một số người ta bán được rồi. Còn số người chưa bán được là phải tối thui vậy nè. Đó, khách hàng tới mua hàng đâu có coi được gì đâu. Những vựa mà có máy máy phát điện thì còn đỡ, còn những người không có máy phát điện thì tối thui.
Người mua hàng cũng sợ luôn, rồi người bán hàng thì cũng sợ cảnh này luôn. Đây là con tôm đất nãy ăn mua nè, giá 201 nè. Tôm hôm nay nó hạ nè, qua mua cái lô này là 220. Có thể là nó sẽ hạ mỗi ngày nha mọi người, nhưng mà không biết nó đứt nước là ngày nào thôi nha. Ăn thì không có gặp về vụ nước của con tôm này, nhưng nước cá biển thì ăn biết, còn này thì không có biết rồi. Thì anh cũng gắng cố gắng cập nhật cái giá cả mỗi ngày cho mọi người xem. Tôm này thì cũng là Tết, mọi người cũng hay làm tôm khô. Hôm nay cũng nhiều người kêu ăn mua cái này về làm tôm khô không nè. Tôm đất này ăn bình thường cũng được, kho nó ngon lắm. Cái da nó trong nó cứng thiệt, nhưng mà ăn nó giòn lắm, chứ không phải như tôm thẻ. Tôm thẻ nó làm sao nó cứng, cứng ngọt, cứng ăn không ngon bằng tôm đất này đâu đó. Bởi vậy tôm đất này giá nó cao, gần bằng tôm sú luôn mọi người. Gần bằng tôm sú ba mấy con đó. Mà tôm sú ba mấy con nãy ăn mua cho mọi người, quay review cho mọi người xem đó. Thì clip hôm nay ăn chủ yếu là những cái mặt hàng gọi là sống làm khô ở trong chợ Bình Điền, nên anh cũng cố gắng cập nhật giá cả đó. Rồi xong rồi tôm đất nha mọi người, để anh kiếm cái món gì đó đây. Cá thì bên Ân bán cũng là 190.000 cho giá sỉ, 195.000 cho giá lẻ nha. Mọi người có xài thì nhớ alo ăn trước ngày đi, cho anh chuẩn bị thời gian, vì lúc này gần Tết rồi, số lượng cả mình giao nhiều dữ lắm, nên sợ nhiều khi nhận hàng rồi, hoặc là đặt trễ anh không có nhận được. Rồi cảm ơn mọi người ủng hộ anh trong thời gian qua nha. Chỉ còn cá nguyên con nữa, cái này nguyên con thì hôm nay nó giá cũng giá là 67.000. Thì giá nó cũng bình ổn rồi đó, nó không có hạ mà không có lên nữa nha mọi người. Rồi, các bạn nuôi cái này thì nó chắc cũng yên tâm hơn. Rồi đoạn clip ăn hôm nay chắc tới đây thôi mọi người. Rồi thùng hàng của ăn thì hôm nay chỉ có hai thùng hai người thôi mọi người ơi. Mỗi ngày có người mua cũng được, ăn có cái clip để mà đăng lên cho mọi người. Bây giờ ăn nói chung là cạn kiệt rồi. Không biết quay cái gì nữa, nhờ đi mua về nè mới cập nhật giá cả được, chứ bình thường mình đi hỏi thì giá cả người ta nói không có chính xác. Đi mua mình trả giá đồ, giá cả nó mới chính xác hơn. Cái bằng hôm nay thì chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ theo dõi kênh chung mua hàng online với anh. Cái này sắp Tết rồi nha, mọi người có tài trả thì của anh nha, chứ trong chợ Bình Điền cũng nhiều người bán lắm, nhưng nhiều khi cái chất lượng thì không biết sao. Còn trả của anh thì nói chung bao hàng cho mọi người, tài thì nói chung là trả là nguyên chất, hàng ngon, không bị hôi. Có nhiều loại cá nó bị hôi tỏ lắm nha mọi người. Mua nếu mà vào chợ mua thì nhớ để ý. Với lại trả ta pha dữ lắm, ta pha khéo lắm, nhìn cho không biết đâu, nó là tay ngang nhìn cho không biết. Ta lại nhớ đặt trước ăn trước ngày nha, nếu mà tài trả số lượng khoảng 10 kg lên á, vì ăn sắp xếp chuyện đặng nói chung làm nạo xạ trả sốt. Bình thường thì ăn giao có mấy mối, bình thường thì chỉ canh mấy mối đó thôi, nếu mình tài thêm thì mình sẽ canh thời gian đi. Món chả là món đặc biệt nhất ngày Tết. Nói ngày Tết là có món nào qua món chả chiên anh mới sợ. Chiên thịt không có gì qua nổi đâu. Chả chiên là ngon nhất. Mấy anh nhậu tốt cho mấy anh lắm đó nha. Rồi, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ngày mai nha.